Do ảnh hưởng của cơn bão số 5 vừa qua, miền Trung là khu vực hứng chịu nặng nề thiệt hại cả về người và tài sản. Trước khi cơn bão ập đến, người dân đã được khuyến cáo nên dùng đinh vít hoặc vật nặng để gia cố mái nhà, tránh trường hợp bị tốc mái. Trong đó có cách dùng bao đựng nước đặt cố định trên mái nhà để chống bão để nhận được nhiều ý kiến trái chiều. Bên cạnh những cách đó, người dân miền Trung còn nghĩ ra một phương pháp mới, dùng bao ni lông đựng nước để chặn trên mái nhà. Tuy nhiên, phương án này cũng nhận được nhiều ý kiến trái chiều từ cư dân mạng về tính hiệu quả, cũng như ưu điểm, nhược điểm của việc dùng bao nước thay cho bao cát. Nhiều người cho rằng phương án này rất khả thi, đặc biệt giúp cho chủ nhà không phải mang phát nặng di chuyển lên trên mái nhà gây nguy hiểm. Đồng thời, theo như lời chia sẻ của chủ thớt, thì cách làm này cũng là một phương án lưu trữ nước sạch khá hay, phòng trừ trường hợp lũ lụt dâng cao, người dân bị mất nước sinh hoạt. Bên cạnh đó, cũng có không ít ý kiến trái chiều xuất hiện, cho rằng bao nước có thể bị rơi xuống nhà mà chưa cần tác động từ cơn bão. Thậm chí nếu trong cơn bão có một số vật cứng bị gió thổi bay, vô tình chạm vào bao nước thì sẽ ngay lập tức gây bục và rách. Hiện tại, người dân vẫn đang quan tâm về hướng đi của cơn bão số 5 suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Nhiều tỉnh thành cả nước đang đón những cơn mưa lớn rải rác trong ngày do ảnh hưởng của cơn bão. Còn bạn nghĩ sao về cách phòng chống tốc mái này? Chia sẻ ý kiến của mình cho Sơn Mèn TV biết nhé!